Sư cả, người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp truyền bá giáo lý và làm lợi lạc cho chúng sanh. Lễ khánh tuế hôm nay không chỉ là dịp để chúng con được bày tỏ lòng kính trọng, mà còn là cơ hội để chúng con cùng nhau cầu nguyện cho Ngài có nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ngài là nguồn cảm hứng vô tận, là ánh sáng soi đường cho chúng con trên hành trình tu tập và học hỏi. Sự hiện diện và sự giáo huấn của Ngài đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tâm linh và văn hóa của chúng con. Lễ khánh tuế hôm nay là dấu mốc quan trọng ghi nhận những đóng góp, cùng nhau cầu nguyện và tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Ngài. Kính thưa quý vị, lễ tắm Phật, tắm cha mẹ, tắm sư cả, tắm cho người có ân trong dịp lễ Tết Chôi Chân Nam Thơ Mây đã có từ ngàn xưa và được người Khmer gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Lễ tắm cho sư cả để báo đáp công ơn trong môn một mà sư cả đã làm cho chùa, cho chư tăng sống tốt đời, đẹp đạo. Do vậy, năm nay sư cả đã tròn tuổi 60. Ban tổ chức chúng tôi cũng đã nhờ quý vị đại diện xóm đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để kính mời chư Phật tử đến tham dự lễ hôm nay. Chùa quê đượm thắm tình người, cùng nhau tô đắp cuộc đời quý thai, quê hương rạng rỡ tháng ngày, tình thương nhân loại vun đầy sống hơn. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý lực vị, đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Con xin thành kính tri ân với Ngài và trân trọng cảm ơn toàn thể quý lực vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được kính tri ân đại đức Thạch Hoàng Phúc, đại đức Kim Sao Quân có lời phát biểu về tuyên bố lý do của buổi lễ hôm nay. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Sơn Thanh Bình là a cha của chùa mình, Mẹn Xuân Ta Ra Cà Tha, phát biểu đặt tên buổi này để chào đón buổi thánh tế ngày sư cả của chúng tôi. Để rút ngắn thời gian quý vị, tôi xin phát biểu bằng tiếng Khmer. Kỳ tha kỳ nhâm bán men sân kỳ đây tâm tư pra kỳ tha đói sơn 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 phân thao về ri thoai bật tên pra chào và tỷ ca rồi ba dương hơi kết sơn nâu sơn phân thao về ri ní dương gặp bây giả tha khẳng đỡ kỳ tha dương buông xuống xa nâu hoa tà răng tê bà ra xa nâu chắc mê ní sông một rõ ông tui thơ ra xa bà cháu và tỷ ca rồi bây mong muôn đồng bây công chiếm mà lúc đó tổ chá xâm ráp thích khổ xa mà nê con ông vót xâm ráp cả nạ căm mà ca vót xâm ráp bút tập bọt đó mình sẽ bái xuống bà ấn mê ta không tới ạ phê tốt đó dương khuyên tầng vai phong chăm nếp căm mà ca vót rồi bói dương khuyên khuyên bát rõ xôn rộng nang thoai bà kê nô bà bố bà bà ca cứ ai lúc bần nắp xâm nhân bắt bà ấn cướp đi về đây làm bây ác thả lời hai thầy ta như thế cả bị đơm á lục cửu dương sốt nặng bố sốt ở mặt nhau sốt nặng bố sốt bây giờ cần bởi như thế thầy ta sắp bắt đầu được bắt đầu để thả mình ban được đường tiên chẳng nên không bao nhiêu không bao nhiêu to còn đồng thứ hai sốt bây sạc xăng được bây thoai bà ghế bảo ngủ tê bọn bánh ta nghe vô và bà lọ đồng bấy thoai bà chân xong đồng đàn là mình sẽ đi trên o học kinh giang kriu chú rú châm bò đồng đàn vô bòi rồi bò cầm mà cà